Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là HT đây. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi Dragon cùng với nhiều phiên bản setup khác nhau, vũ khí khác nhau cho nó. Thì chế độ mình chơi trong video ngày hôm nay sẽ ở đơn giản là chế độ solo 1-1 ha. Bởi vì khi mà mình đi chế độ đi team thì ở những cái mức rank cao có rất nhiều người chơi sử dụng meta và robot mạnh, cho nên là việc test cái combo đó sẽ không hiệu quả. Và để cho anh em thấy được cái độ hoạt động của vũ khí mà mình trang bị trên Dragon dễ dàng hơn thì mình sẽ chơi solo 1-1. Thì Dragon thì bây giờ trên Liên Minh Du Lịch khá là đuối nha, nhưng mà nếu ở bậc hài thì chơi tương đối ổn nha anh em. Thì những cái setup mà mình mang đến trong video ngày hôm nay sẽ khá là đa dạng, như kiểu như là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có chơi Ultimate Blaze này, mình chơi Tiger Scatter này, Terramorphineer này, rồi Rototai Toxin này, cái gì nữa ta, Unknown Splinter này đấy, rồi Kiss Force này, Eldritch Grumbler này đấy. Thì sơ sơ là như thế, là những cái bộ setup vũ khí mà mình sẽ sử dụng cho Dragon trong video ngày hôm nay. Thì để xem rằng là set nào sẽ bắn đạn có hiệu ứng đẹp, mạnh cũng như là hiệu quả nhất cho Dragon ha. Thì sau đây sẽ là phần gameplay, và ở cuối video sẽ là phần review sử nha. Thank you.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Broken hearts and stubborn fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Take me to a world of silver. No more heartbreaks.
time to get off their darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down.
Like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for you.
season. Not for long, just a time. Just like another season. Ok, sự các bạn có trong video ngày hôm nay là bạn All Gear gì nè. Rồi, bậc thầy 3 Clan VZ cấp độ nhà sưu tập 181 chỉ huy, và đây là thông số của bạn ấy nha. Rồi, về phần xử thì bạn đang sử dụng Titan Indra. Nói chung là Titan này chơi chuẩn và ngon ha. Rồi, về phần module thì mình nghĩ là bạn lên thêm cho nó cái TRA nữa thì sẽ ok hơn. Phi công thì bạn có thể là lên tốc độ nè, lên một ít máu độ bền cho nó, hoặc là bạn lên sát thương cho nó cũng được luôn. Về phần Imuchi là con robot đầu tiên của bạn thì bạn sử dụng phi công Maulin là ok. Thì với phi công này nó sẽ phù hợp cho chế độ chiếm cột mốc ha. Rồi, thì về phần vũ khí thì bạn có thể xài bộ này, nhưng mà bộ này nó khá là khó ngắm ha. Bạn có thể sử dụng những cái bộ vũ khí có cơ chế tự động khóa mục tiêu thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn tốt hơn. Cũng như là sắp tới thì bộ phóng xạ nó có bị điều chỉnh sức mạnh, cho nên là mình không biết nó còn mạnh lâu dài được hay không ha. Rồi, thì bạn trang bị IA cũng như là RA cho nó luôn thì nó sẽ ok hơn. Module thì có thể là module này hoặc là module fair ship. Drone thì bạn có thể sử dụng Castro nếu như mà bạn nâng được lên cấp cao. Rồi, đến với con robot thứ hai của bạn, đó chính là con Skyrot với phương bộ loa. Thì nói chung bộ loa là một bộ rất là mạnh cho Skyrot ha. Rồi, phi công chuẩn, drone chuẩn, bạn có thể sử dụng drone này, hoặc là bạn chơi Armandillo nếu như bạn chơi chiếm cột mốc, hoặc là bạn sử dụng drone size cho nó cứng hơn một tí cũng được. Rồi, về phần module thì bạn có thể lên cho nó là thêm IA nữa cho nó lăn nhanh hơn. Rồi, nếu như bạn thích cận chiến thì bạn có thể lên kỹ năng là tăng độ bền cho Skyrot, cũng như là tăng sát thương bộ loa này. Rồi, hoặc là gộp nhóm bắn gì đấy, nhưng mà nói chung là cũng không cần thiết cái gộp nhóm bắn lắm đâu. Bạn chỉ cần lên sát thương hay là độ bền khiên Aegis gì đấy. Rồi, tiếp theo là con Biolin. Với setup là Redeemer Sympathetic thì đó là một cái setup tương đối ok và mạnh cho con Lin rồi. Phi công chuẩn, drone chuẩn luôn. Module thì bạn có thể là không nhất thiết phải sử dụng hai cái NA đâu, bạn có thể thay một cái NA bằng cái RA để cho con Lin này nó có ba loại module luôn thì nó sẽ ok hơn. Bạn có thể sử dụng module là hồi máu xuyên khiên, hoặc là bạn sử dụng fair ship để nó an toàn hơn. Tiếp theo là con Fenrir. Fenrir thì bạn xài bộ này cũng ok. Sắp tới nếu có thay đổi sức mạnh thì bạn có thể thay lại bằng những cái bộ khác cũng mang tính là sốc đam nha. Ví dụ như là Shutter và Prison, hoặc là những cái bộ súng như kiểu như súng băng, nhưng mà không biết là mình có được súng băng hay không. Súng băng dành cho con Pathfinder ấy, cái súng mà Chion và Prison ấy, hoặc là bạn chơi bộ súng gấu rỉa cũng được ha. Rồi, phi công chuẩn nè, module chuẩn, rồi có thể sử dụng phía ship hoặc là module này. Drone thì có thể drone đó, hoặc là drone size, hoặc là drone backcam, hoặc là drone reviver gì đấy. Rồi, tiếp theo là con robot cuối cùng của bạn, đó chính là con Scorpion nha. Scorpion
Techno Scorpion. Thì Techno Scorpion này á, bạn chơi full la là ok này. Drone ok, phi công ok, module thì thêm đà cho nó. Rồi nói chung á thì xưởng của bạn Imugi này, Skyrod này, Fenrir, ba con chơi ổn định. Sắp tới Lin sẽ có một chút cập nhật thay đổi sức mạnh nhưng mình nghĩ nó vẫn chơi ổn nha. Rồi Scorpion thì chơi cũng ok, mạnh như bạn biết chơi. Và bạn có thể đầu tư con Ravana hoặc là Typhon, một trong hai con này. Bạn cũng có thể chơi lâu dài được với chúng ha. Và mình nghĩ thì Ravana nó sẽ ok hơn là Typhon. Rồi Titan ok. Thì nói chung phần review sự đến đây là kết thúc, cũng như là video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Anh em cũng đừng quên để lại cảm nhận của anh em ở bên dưới cho mình biết là setup nào là setup anh em thấy là mạnh nhất và lực nhất cho con Dragon, cũng như là hiệu ứng của set nào là đẹp nhất nha. Rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video clip lần sau nha.